Ok, hello cả nhà. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Club, như là quay trở lại với video nhận định thị trường hàng ngày của em Tính nha anh chị. Thì trước khi bước vào cái nội dung của cái video ngày hôm nay thì mọi người nhớ để lại cho em Tính một like, một đăng ký kênh cũng như là thả giúp cho một cái quả tim ở bên dưới phần bình luận để tăng cái độ tương tác cho video ha. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Bên cạnh đó thì bên phải góc dưới màn hình thì em Tính có để một cái mã QR code để mọi người có thể quét tham gia vào trong Zalo cộng đồng, từ đó chúng ta có thể là giao lưu cùng với nhau. Thì mọi người có bất kỳ câu hỏi gì về cổ phiếu hay là về thị trường thì mọi người có thể là tham gia vào nhóm và nhắn hỏi lên room, thì sẽ có em cũng như là các bạn ITB khác sẽ hỗ trợ cho quý anh nhà đầu tư giải đáp những cái thắc mắc của mọi người, hoặc là anh chị có cần cơ cấu là danh mục hay là xử lý những cái mã cổ phiếu trong cái quá trình mà thị trường phục hồi trong xuyên suốt giai đoạn vừa qua, thì mọi người cứ nhắn tin trực tiếp cho em để em có thể là hỗ trợ cho mọi người tốt hơn và cụ thể hơn. Tại vì khi mà mọi người cần cơ cấu thì em cần phải biết được giá vốn của mọi người nắm và cái tỷ trọng và cái tỷ trọng hàng và tiền của mọi người như nào thì chúng ta mới có thể là cơ cấu cụ thể được. Mỗi danh mục của mỗi anh chị nhà đầu tư là khác nhau, cho nên anh chị có nhu cầu cơ cấu thì cứ liên hệ trực tiếp em sẽ hỗ trợ mọi người tư vấn và cơ cấu miễn phí, chứ không phải là cần phải quay về với đội của em hay là thành khách hàng của em thì em mới hỗ trợ mọi người. Ok ha. Thì số Zalo của em là trên màn hình thì anh chị em nhà đầu tư có thể là kết bạn và có thể nhắn tin hỏi em. Ok, cảm ơn cả nhà mình ha. Rồi thì cái phiên giao dịch ngày hôm nay lại tiếp tục là một cái phiên giao dịch phục hồi, tuy nhiên là cái mức độ phục hồi thì nó không có tốt bằng cái phiên giao dịch ngày hôm qua. Sau cái phiên giao dịch ngày hôm qua thì anh chị nhà đầu tư đều đang nói rằng là cái phiên ngày hôm qua là một cái phiên bùng nổ theo đà, phiên FTD. Tuy nhiên qua cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì bắt đầu thanh khoản nó lại tục áp và nó đang bắt đầu đuối dần ha. Ngày hôm nay thì đa phần là các mã cổ phiếu là nó được kéo về cuối phiên, và đa phần là kéo các mã cổ phiếu VIN30, ví dụ FPT cuối phiên quay trở lại đúng không? Rồi ngày hôm nay cũng có sự quay trở lại cái sự phục hồi đến từ cổ phiếu Vinamilk này, rồi cổ phiếu Vietjet, nhóm hàng không lại tiếp tục gọi là tăng điểm trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Rồi ngày hôm nay cũng có những cái mã cổ phiếu như là BLX nó cũng tăng đúng không, rồi gas ngày hôm nay nó cũng bắt đầu nó phục hồi trở lại, rồi Hòa Phát bắt đầu nó cũng quay trở lại, cho nên đâm ra là ngày hôm nay là tiếp tục kéo về cuối phiên, nhưng mà đa phần là kéo các mã cổ phiếu VIN30, rồi một vài cái mã cổ phiếu bên nhóm cổ phiếu mid cap nó vẫn tiếp tục tăng điểm, ví dụ như là TCH, nhưng nó cũng chỉ tăng được tầm 3.9% thôi. Có những cái giai đoạn nó tăng lên được tới 18.45 nhưng mà nhanh chóng bị bán ngược trở về quanh 18. Thì đối với những anh chị nào có cổ phiếu TCH thì em nghĩ là anh chị có thể là tiếp tục nắm giữ, bỏ qua cái nhịp test lại của thị trường luôn, bỏ qua cái nhịp test lại của thị trường. Thì cái nhịp mà thị trường test lại thì những cái mã cổ phiếu như TSH em nghĩ nó sẽ giữ giá được ở phía trên, và anh chị có thể tận dụng cái nhịp test lại của thị trường đó để chúng ta mua gia tăng thêm những cái mã cổ phiếu khỏe giống như là TSH. Một vài mã cổ phiếu có những cái mẫu hình khỏe giống như TSH, ví dụ như là Phú Tài này, hay là Chemadep này, hay là FPT này, rồi những cái mã cổ phiếu như là Đức Giang đồ này kia nó cũng khá là khỏe. Thì đối với những cái mã cổ phiếu đó thì chúng ta có thể tận dụng cái nhịp test lại của thị trường để chúng ta tham gia vào những cái mã cổ phiếu đó ha mọi người. Rồi bất động sản ngày hôm nay vẫn có tiếp tục là những cái sắc đỏ ha, còn sau cái phiên ngày hôm qua phục hồi cũng tương đối tốt thôi, tương đối thôi chứ không phải gọi là quá tốt. Thì ngày hôm nay có những cái nhịp test lại vì một số cái thông tin liên quan tới Novaland, thì quan trọng nhất là ngày mai như thế nào, tại vì chiều ngày hôm nay bắt đầu Novaland lại tiếp tục ra tin xấu, thì chúng ta xem phản ứng của Novaland vào ngày mai nó sẽ như thế nào ha. Rồi thép sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay của Hòa Phát thì em có thể là đảm bảo với quý anh chị nhà đầu tư rằng là nhóm cổ phiếu thép đã bắt đầu an toàn, kể cả là những cái mã cổ phiếu như là Hoa Sen, Nam Kim. Thì ngày hôm nay Hòa Phát nó đánh một cái cây bứt lên như vậy, hai phiên liên tiếp đã có dòng tiền tham gia vào vượt trung bình 20 phiên, thì nhóm thép đã bắt đầu trở nên an toàn ha, kể cả là những cái mã như là Nam Kim, Hoa Sen nó còn nằm phía dưới. Thì có thể là nhịp sắp tới, về mặt cuối tuần thị trường có thể là sẽ có những cái cú test lại, thì những cái mã như Hoa Sen, Nam Kim nó test lại, tuy nhiên test lại sẽ là điểm mua rất đẹp đối với những cái mã cổ phiếu như là Hoa Sen, Nam Kim, cho nên là mọi người cũng có thể chú ý tới hai mã cổ phiếu này. Rồi VGS cũng vậy, VGS cũng đã bắt đầu chủ động lên lại những cái vùng quanh đỉnh cũ, thì có khả năng là khi thị trường test lại thì VGS sẽ chủ động tích lũy trên này, hoặc là sẽ có những cái nhịp rũ test lại quanh cái vùng là 26 cộng trừ ha. Thì mình chú ý những cái mã cổ phiếu khỏe như là VGS này, GVR này, không rồi Đức Giang rồi này, hay là DG World này, ở đây là những cái mã cổ phiếu có cái form và có cái form khá là giống nhau, thì chỉ cần nó có những cái nhịp test lại thì chúng ta có thể là tham gia mua được đối với những cái mã cổ phiếu này. Nó chỉ cần test lại loanh quanh đó là 4-5% thôi là chúng ta đã có thể là tham gia được đối với những cái mã cổ phiếu này rồi ha. Còn nếu ví dụ nó chiết khấu nhiều hơn nữa, 7% 10% thì đó sẽ là cơ hội để cho chúng ta giải ngân nó mạnh tay hơn đối với những cái mã cổ phiếu có cái form như thế này ha. Rồi những cái mã như Phú Tài, Chemadep này, thì em nghĩ là khi mà thị trường test lại thì những cái mã cổ phiếu này em nghĩ là nó sẽ chủ động nó giữ giá được trên này, và nó sẽ tạo một cái nền tích lũy ngắn ở trên này. Thì khi mà thị trường nó tái tái và tạo đáy hai thành công, đáy sau cao đáy trước, thì những cái mã cổ phiếu này em nghĩ nó sẽ tiếp tục bứt tốc và đi tiếp hướng là những cái vùng target xa hơn. Thì đây là những cái mã cổ phiếu mọi người cũng thể chú ý. Thường thường những cái mã mà có cái form giống như Phú Tài, Chamadep này, rồi FPT này, thông thường những cái mã cổ phiếu này nó sẽ không có chỉnh mà nó sẽ tạo một cái nền tích lũy, nó sẽ tạo một cái nền tích lũy để cho bắt nhà đầu tư phải mua giá cao. Chứ nếu mà nó quay về lại những cái vùng giá thấp để cho mọi người mua thì những cái mã cổ phiếu này rõ ràng nó có thể là nó sẽ có vấn đề nha mọi người. Tại vì những cái mã cổ phiếu này là những cái mã cổ phiếu khỏe và nó đi ngược trong cái giai đoạn thị trường khó khăn, cho nên sẽ được rất là nhiều nhà đầu tư để mắt tới. Cho nên nếu như mà nó điều chỉnh quá sâu quay về lại những cái vùng hỗ trợ sâu ở phía bên dưới để cho mọi người mua
thì đúng thật là có vấn đề, đúng không? Cho nên đối với những cái mã cổ phiếu này thì nó phải neo giá ở trên cao, tích lũy trên cao để cho mọi người phải mua với giá cao, và vô tình chung những anh chị nhà tư mua giá cao thì nó sẽ đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn nữa. À, thì đối với những cái mã cổ phiếu này em view là nó sẽ còn lên nữa nha mọi người, FPT nè, hay là khu công nghiệp có IDC rồi nè, đúng không? Rồi Phú Tài, rồi GemaDep, thì những cái mã cổ phiếu này em view rằng là nó sẽ còn đi lên nữa. À, cho nên chúng ta cũng chú ý tới những cái mã cổ phiếu này, nó khá là ok. À. Rồi BMB rồi nữa. Những cái mã cổ phiếu BMB, Nhựa Bình Minh rồi. Sắp tới chia cổ tức rồi. Có thể là 6.000, 60%, 70% tiền mặt gì đó. Thì mình cũng có thể chú ý sắp tới nó chỉ cần nó ra tin đó thì em nghĩ là cổ phiếu BMB có thể là sẽ vượt được cái đỉnh này luôn. À, thì mình cũng có thể chú ý tới những cái mã cổ phiếu như là BMB. Và thanh khoản thì con này nó hơi thấp xíu nhưng mà chúng ta có thể là đi gom dần trong những cái nhịp test lại của thị trường chung. Đó. Những nhịp rung lắc gì đó thì chúng ta có thể là bắt đầu đi con, thì dành những cái mã cổ phiếu như BMB sẽ dành cho những anh chị nhà đầu tư nào mà thích ăn cổ tức nhiều á, ăn cổ tức à, hay là những cái mã kể cả như là Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ rồi này kia sắp tới nó cũng sẽ chia cổ tức, thì anh em thích thì có thể là tham gia để làm gì, để ăn cổ tức thôi. Thì chúng ta có thể tận dụng cái nhịp rung lắc của thị trường về cái mặt cuối tuần đúng không, thứ năm thứ sáu gì đó thì chúng ta có thể là tham gia. Thì ngày hôm nay là em để làm cái video là đỉnh nhịp hồi cầm tiền xem hết video đúng không. Thì ngày hôm nay là buổi sáng em có nhận định trên room khách hàng đúng không? Em có nhận định trên room khách hàng. Thì ngày hôm nay là thị trường sẽ tiếp tục kéo thêm một đoạn ngắn nữa lên quanh cái vùng là 1250 cộng trừ. Sau đó có thể sẽ hạ nhiệt dần và vài phiên tới sẽ test lại vùng 1220 trở lên 1230. Đây sẽ là vùng để chúng ta quan sát canh giải ngân. Hôm nay kéo lên thì anh chị em mà cơ cấu thì cứ cơ cấu cho xong. Tỷ lệ an toàn cho tài khoản hiện tại vẫn là 50 hàng và 50 tiền. Đối với những anh chị em đang còn âm nhiều thì đoạn này giữ luôn, không bán nữa, chờ thị trường test lại mình mua trung bình giá. Đối với những anh chị em nhà đầu tư mà có những cái mã cổ phiếu trong danh mục của mình còn đang âm 10%, 15% độ trở lên nha, thì em nghĩ là giai đoạn này anh chị nên nắm giữ luôn. Tại vì sau cái phiên giao dịch sau cái phiên giao dịch bùng nổ ngày hôm qua, em không có nói là bùng nổ theo đà nha, sau cái phiên giao dịch phục hồi rất là tốt ngày hôm qua thì cái kịch bản thị trường quay về mà để nó phá đáy thì dường như đã được giải tỏa và nó sẽ không còn nằm trong cái kế hoạch của em nữa. Cho nên là những cái mã cổ phiếu nó cũng sẽ không phá đáy và nhiều mã cổ phiếu nó sẽ bắt đầu tạo đáy từ bây giờ luôn. Thị trường test lại thì những cái mã cổ phiếu đó nó có thể nó cũng sẽ test lại nhưng mà để gọi là phá đáy thì sẽ tương đối khó. Ví dụ như chứng khoán bây giờ nó quay về phá đáy thì em đánh giá không cao, không đánh giá cao về cái kịch bản đó. Đó. Rồi thép nó cũng sẽ không phá đáy. Nhiều mã cổ phiếu bất động sản có thể là sẽ phá đáy cũ nhưng nó bắt đầu nó sẽ tạo phân kỳ. Ví dụ như Novaland bấp mé nó muốn phá đáy cũ đúng không? Nhưng mà khi mà nó phá đáy xuống thì có thể nó sẽ tạo được phân kỳ. Nó sẽ tạo được phân kỳ. Thì nó cũng sẽ kéo theo một vài cái mã cổ phiếu bất động sản có thể quay về test lại đáy cũ nhưng mà em nghĩ nó cũng sẽ không phá đáy cũ đâu. Ví dụ như DG có khả năng là nó sẽ không phá đáy cũ, hay là kể cả Phát Đạt nó cũng sẽ không phá đáy, sale nó cũng không phá đáy, Đất Xanh cũng không phá đáy, HDC có khả năng là cũng không phá đáy. Thì chỉ có Novaland, tại vì Novaland bắt đầu có tin xấu đồ ra thì có thể nó tận dụng cái nhịp này để nó ép hết nhà đầu tư bán phải cắt lỗ ra luôn. Thì sau đó có thể Novaland nó sẽ tạo được một cái phân kỳ ở đây, một cái phân kỳ dương ở đây, thì sau đó có thể là sẽ đảo chiều và nhịp sau Novaland sẽ bắt đầu phục hồi lên lại quanh cái vùng là 16.5 ở phía trên này. Ok hai nhà, thì đó là cái kế hoạch của em là như vậy. Còn đa phần các nhóm ngành khác thì em nghĩ nó sẽ không phá đáy đâu, nó test lại thì nó có test nhưng mà nó sẽ không phá đáy. Còn đối với những cái mã cổ phiếu khỏe thì có thể nó cũng sẽ bị ảnh hưởng nhưng mà nó ảnh hưởng ít. Ví dụ như những cái mã cổ phiếu bình thường nó test lại thì nó có thể rủ 4-5%, 6-7%, nhưng mà những cái mã cổ phiếu khỏe mà nó nằm phía trên thì nó có thể nó chỉ bị ảnh hưởng từ 2-3% thôi. Giảm á nha mọi người, có thể là chỉ bị ảnh hưởng 2-3% thôi, có thể chỉ ảnh hưởng 1-2 phiên thôi, thì sau đó nó cũng sẽ cân bằng và nó sẽ tiếp tục đi lên. Mã nào đi được, mã nào đi lên được thì nó vẫn cứ đi lên, còn mã nào rủ test thì nó vẫn rủ test thôi. Nhưng mà tình hình chung là nhịp sau mà thị trường nó test lại thì đa phần các mã cổ phiếu em nghĩ là nó sẽ test lại nhưng mà nó sẽ không phá đáy, nó sẽ không phá đáy. Còn những cái mã cổ phiếu khỏe thì nó vẫn sẽ tiếp tục tích lũy giữ giá phía trên và sau khi mà thị trường nó test xong là còn những cái mã cổ phiếu nó sẽ đi tiếp, nó sẽ tăng tiếp. Có cái form giống như FPT rồi Phú Tài, GemaDep, IDC rồi này kia thì nó có thể là nó chỉ rủ nhẹ hoặc là nó tích lũy trên này rồi nó đi tiếp thôi, chứ em không đánh giá cao về cái việc nó sẽ quay lại nó chỉnh bù. Ok, thì chúng ta chú ý những cái mã cổ phiếu có cái form khỏe đó. Còn những cái mã cổ phiếu có cái form mà nó chỉ mới chạy một nhịp trong giai đoạn vừa rồi, nhịp này đang trong sóng 2 và sắp tới có thể vào sóng 3, thì đó là Đức Giang, GVR này, thì anh em có thể chú ý, rồi Digiworld này, những cái form cổ phiếu này là sắp tới có thể là sẽ rơi vào sóng 3, sẽ đi vào sóng 3 ha. Như vừa rồi như ví dụ như Digiworld nó lên chẳng được bao nhiêu hết nhưng mà bây giờ nó quay lại quay về nền thì sắp tới có thể là nó test lại đáy 2 xong thì nó sẽ đi theo cái hướng may mỏng bên này để nó đi lên và có thể là nó sẽ lên lại quanh những cái vùng đỉnh cũ, thậm chí là sẽ có cơ hội vượt đỉnh cho thời gian tới về cuối tháng 5. Ok cả nhà, thị trường của chúng ta có thể là đoạn này quanh đoạn này có thể là duy trì thêm được, cố gắng thêm được ngày mai nữa nhưng mà bắt đầu thứ năm thứ sáu có thể là thị trường càng về gần cuối tuần thị trường bắt đầu có thể là sẽ có những cái nhịp test lại và những cái vùng hỗ trợ phía bên dưới đây. Trước mắt là sẽ là cái vùng 1220 cho tới 1230, còn sâu hơn nữa thì chúng ta phải quan sát cái nhịp điều chỉnh để coi coi rằng là cái lực cung nó tiết ra nó có lớn không.
nếu mà lực cung mà tiết ra quá lớn mà quanh cái vùng hỗ trợ này không có cầu đối ứng thì có thể là nó sẽ thủng cái hỗ trợ và nó sẽ quay về lại những vùng hỗ trợ sâu hơn 1216, hoặc thậm chí là quay về lại cái vùng nền trong khung đồ thị H1 ở đây tầm khoảng 1200 cho đến 1210 gì đó. Thì khi mà nó quay về lại cái vùng giao găm ở đây thì sẽ có rất là nhiều mã cổ phiếu nó sẽ quay về test lại và có điểm mua, thì lúc đó chúng ta cũng sẽ canh chia tiền ra để chúng ta giải ngân dần khi mà thị trường nó test lại quanh cái vùng là 1220 cho tới 1230 nha cả nhà. Giống như kế hoạch khoe đã nhắn trong room Zalo ha. Thì ngày hôm nay em cũng kết phiên đã kéo lên 1250 cộng trừ theo đúng như kế hoạch của chúng ta, đúng không? Thị trường sẽ tạo một đỉnh của nhịp hồi quanh đây, về cuối tuần sẽ có nhịp test lại. Tuy nhiên cái nhịp test lại này em cũng nói rõ và luôn, nó sẽ là cơ hội để cho chúng ta mua, và cái thời điểm để mua và giờ cái thời điểm để cho những anh chị nhà đầu tư cầm hàng cầm tiền á để múc, đó chính là sẽ rơi vào cuối tuần này. Còn múc cái gì thì lát hồi em sẽ chia sẻ với mọi người ha. Nãy giờ thật ra là trong video em cũng đang chia sẻ nhiều rồi, nhiều cái mã cổ phiếu có cái form rất là đẹp, có cái form rất là khỏe, hoặc là mua những cái mã cổ phiếu đã bắt đầu có những cái dấu hiệu gọi là tạo đáy, đúng không? Ví dụ như Hòa Phát, theo cá nhân em đã đặt tạo đáy thành công, đây là đáy một, trên đây là đáy hai, thì Hòa Phát đã tạo đáy hai cao đáy trước, đáy sau thấp, đáy sau cao đáy trước, thì Hòa Phát cái nhịp này nó chỉ cần test lại loanh quanh cái vùng đó là 29, 29 chấm ít thôi là mọi người đã bắt đầu tham gia được đối với cổ phiếu Hòa Phát. Bây giờ nó chỉ cần nó quay về nó test 29 chấm ít thôi là anh em đã có thể tham gia được đối với cổ phiếu Hòa Phát và có thể là yên tâm nắm giữ từ đây cho tới 2025. Ở đợt trước có chia sẻ mọi người rồi đúng không? Nhóm thép sẽ là cái nhóm mà em kỳ vọng nó sẽ tạo đáy trước, thì Hòa Phát rõ ràng là nó đã tạo đáy kể từ cái phiên giao dịch ngày 3 tháng 5 khi mà nó nhú lên, thì đây là cái đáy hai của Hòa Phát và nó tạo được đáy sau cao đáy trước, thì đoạn này Hòa Phát đã hình thành lên lại được cái cấu trúc tăng ha. Mặc dù nó chưa phá vỡ qua được cái kênh xu hướng nhưng mà nó đã hình thành lên được những cái cấu trúc tăng ở về cái mặt ngắn hạn. Đây, tại vì đáy sau cao đáy trước mà, thì có thể là nó quay về nó test lại, thì đó sẽ là cơ hội để cho chúng ta mua đối với những cái mặt cổ phiếu này. Thì sau cái phiên ngày hôm nay Hòa Phát như thế này thì Nam Kim, Hoa Sen nó cũng sẽ an toàn. Thì mọi người cũng có thể chú ý Hoa Sen test lại tầm khoảng 19.9 hoặc là 19.8 gì đó là chúng ta vẫn có thể tham gia được, hay là Nam Kim quay về test lại những cái vùng hỗ trợ, những cái vùng gap như là 22.8, 22.5, hoàn toàn chúng ta có thể tham gia được đối với cổ phiếu Nam Kim. Giống như em nói, chỉnh tầm khoảng xuống 4-5% là chúng ta sẽ bắt đầu đi gom hàng dần đối với những cái mã cổ phiếu thuộc nhóm Midcap. Còn các mã cổ phiếu thuộc nhóm Vin30 thì chúng ta phải chú ý thật là kỹ các mã cổ phiếu ngân hàng, tại vì đôi khi các mã cổ phiếu ngân hàng trong vài phiên tới có thể là sẽ là cái tác nhân chính khiến cho thị trường nó điều chỉnh, khiến cho Vin30 chỉnh, mà Vin30 chỉnh thì sẽ giúp cho thị trường chung của chúng ta cũng sẽ bắt đầu sẽ điều chỉnh theo. Và tại vì Vin30 bây giờ hiện tại nó cũng đang bắt đầu đi lên lại những cái vùng hưng phấn cao. Thứ năm thứ sáu cũng sẽ bắt đầu có cái vùng khách sạn hút giá xuống đây, thì hiện tại là Vin30 nó đang khá là mất cân bằng và đang cách khá là xa cái vùng khách sạn, cách xa cái vùng khách sạn lên tới đâu đó là gần 50 điểm. Thì cái nhịp sắp tới, nhịp này Vin30 nó đã hồi phục được tầm 100 điểm rồi, thì cái nhịp sau mà Vin30 nó quay về mà nó có test lại thì nó chỉnh 50 điểm là bình thường, nó chỉnh 50% của cái nhịp phục hồi là bình thường nha mọi người. Nhịp này dường như là Vin30 đi lên cái theo cái kiểu là đáy chữ V, đúng không? Nó chỉ mới có một đáy thôi, đáy chữ V. Thì nhịp sau nó quay về nó test đáy hai, nó chỉnh 50 điểm, 40 50 điểm là bình thường. Mọi người đừng có ngạc nhiên nha, đừng có ngạc nhiên. Nếu như cái nhịp chỉnh nó xảy ra cũng đừng có ngạc nhiên. Và em nghĩ là cái nhịp chỉnh nó có thể nó sẽ đến bất ngờ. Mặc dù em có thể nói là thứ năm thứ sáu nó mới bắt đầu nó chỉnh, nhưng mà đôi khi có thể là cuối cuối phiên sáng ngày mai sẽ bắt đầu có dấu hiệu và chiều ngày mai là có thể là bắt đầu thị trường nó sẽ điều chỉnh và rung lắc luôn. Chứ không cần phải đợi tới thứ năm thứ sáu. Đôi khi nó sẽ diễn ra sớm hơn. Nha mọi người. Thì nhưng mà cái nhịp chỉnh này sẽ là cơ hội để mua. Và sau cái nhịp chỉnh này Vin30 có thể là sẽ tái tích lũy trở lại và sẽ đi lên cái hướng theo cái hướng như thế này. Cái mây mỏng ở bên cái giai đoạn là gần cuối tháng 5 hoặc là cuối tháng 5. Thì giai đoạn cuối tháng 5 thị trường chúng ta hoàn toàn có khả năng sẽ quay lại và vượt đỉnh. Cái đỉnh gần nhất của nó là cái đỉnh này. Vin30 cũng vậy thôi. Có thể sau cái nhịp chỉnh lần này tích lũy rồi vượt qua cái vùng eo mây mỏng bên gần cuối tháng 5, thì gần cuối tháng 5 hoặc là cuối tháng 5 gì đó thị trường chúng ta có thể leo lên lại cái vùng đỉnh cũ và sẽ có cơ hội vượt đỉnh nha. Sẽ có cơ hội vượt đỉnh. Ok hai nha. Cho nên cái nhịp chỉnh này sẽ là cái cơ hội để cho chúng ta múc, cơ hội dành cho quý anh chị nhà đầu tư đang cầm tiền. Còn đối với những anh chị nhà đầu tư mà còn đang kẹp hàng, đang âm nhiều á, đợt này không có cơ cấu được, thì cái nhịp chỉnh này thì mọi người cố gắng thu xếp tiền hay gì đó nạp thêm vào để có thể là mua cân giá, mua bình quân giá cho cái nhịp vừa rồi mà mọi người không dám mua. Cái nhịp mà thị trường nó về 116x, 117x mà em khuyến nghị mọi người mua vào để hạ giá vốn, hoặc là mua mới bắt đáy mà mọi người không dám bắt để hạ giá vốn á, thì nhịp sau, nhịp chỉnh lần này sẽ là cái cơ hội để cho mọi người mua hạ giá vốn để chúng ta có thể là về bờ sớm cho cái giai đoạn là cuối tháng 5 nha mọi người. Còn không là có thể là mọi người phải chờ tới đâu đó là giữa tháng 6, cuối tháng 6 là những anh chị nhà đầu tư mà kẹp nặng ở phía trên vùng đỉnh đó thì mới có khả năng là về bờ ha. Ok, còn cái câu chuyện mà cái xác suất mà để cái kịch bản mà thị trường nó phá đi cái vùng hỗ trợ giao găm ở đây á, thì giống như em nói là phải quan sát cái lực bán ở trong phiên. Ví dụ như lực bán nó mạnh quá, về đây không có cầu đối ứng thì lúc đó chúng ta sẽ suy xét lại và chúng ta chưa nên giải ngân. Hoặc là ví dụ như có giải ngân thì giải ngân thăm dò một số mã cổ phiếu nó về hỗ trợ cứng nè, hoặc là giải ngân thăm dò một số mã cổ phiếu nó khỏe nè, giải ngân 20-30% thăm dò và chờ xem rằng là nó sẽ quay về tới đâu thì mới bắt đầu cầu nó mới bắt đầu vào, thì chúng ta bắt đầu sẽ gia tăng thêm cái nhịp thứ hai. Thì nói chung là cái đó phải quan sát trong phiên thì mình mới biết được.
tại vì bây giờ cái nhịp điều chỉnh cũng như là cái lực bán nó chưa có tiết ra, cho nên mình không đánh giá được rằng là lực bán nó mạnh hay là lực bán nó sẽ yếu ha. Nhưng mà trước mắt khi mà test lại hỗ trợ này thì chúng ta sẽ bắt đầu giải ngân một phần được ha, sẽ bắt đầu giải ngân được quanh cái vùng này. Ok ha cả nhà, ngày hôm nay có khe mây nhưng mà nó chỉ rung lắc thôi, nhưng mà về cuối phiên thậm chí nó còn kéo thì bắt đầu là nó đã đi ngang qua được cái khe mây này rồi. Nhưng mà sắp tới thì có thể là sẽ còn khách sạn trong khung daily thôi. Thứ năm mới mở ra, cho nên ngày mai thì cái dư địa của thị trường là nó vẫn có. Tuy nhiên nếu như mà nó xảy ra sớm thì nó có thể xảy ra vào chiều ngày mai ha. 2 4 6 8 9 à, chiều ngày mai. Ok, khung H4 vậy nè, mọi người thấy khung H4 bắt đầu hai kiếm nó tách ra khá là xa rồi, không, H1 hai kiếm nó cũng tách ra rất là to rồi. Cho nên đoạn này mà thị trường cố gắng mà nó kéo lên nữa thì nó cũng chỉ là kéo rướng đó nha mọi người. Đoạn này cố gắng kéo lên thì cũng chỉ là kéo rướng đó, cho nên mọi người cũng hạn chế FOMO trong những cái nhịp kéo xanh của thị trường. Ai cần cơ cấu thì cơ cấu cho xong, tỷ lệ tài khoản an toàn là 50-50. Còn đối với những anh chị nhà đầu tư cầm tiền thì cứ cố gắng chờ thị trường nó có những cái cú test lại quanh cái vùng 1220, 1230 để chúng ta có thể giải ngân cho cái bước đầu tiên. Ok ha. Thì cái đó là cái chiến lược và cái kế hoạch của em. VN30 có thể là giảm 40 50 điểm nhưng mà có thể mid cap nhiều mã cổ phiếu nó sẽ tạo đáy và nó sẽ một phần giúp cho chỉ số nó sẽ không bị rơi quá sâu. Có thể nha mọi người. Ok. Thì đó là cái chiến lược của chúng ta cho giai đoạn này cũng như là cái đỉnh nhịp hồi nha mọi người. Quanh cái vùng 1250 cộng trừ sẽ là cái đỉnh của nhịp hồi. Và thị trường nó sẽ có những cái cú retest trở lại để tạo ra những cái cơ hội cho chúng ta mua ha. Thì nhịp này thị trường nó kéo lên như thế này thì thu hút được rất là nhiều sự chú ý cũng như là FOMO đến từ nhiều đội nhóm và đến từ nhiều anh chị nhà đầu tư. Nhưng mà FOMO trong những cái nhịp này thì em thấy là ăn cũng không được bao nhiêu mà nó lại nguy hiểm nữa. Tại vì chúng ta vẫn chưa đánh giá được, giống như em nói đó, lỡ nhưng mà nó test lại nhưng mà cái lực cung nó lớn quá thì thị trường nó lại phá hỗ trợ, không lẽ lúc đó là anh chị lại đi cắt lỗ đúng không? Cho nên là FOMO trong những cái nhịp như thế này thì em thấy nó rất là nguy hiểm. Và thật ra tham gia vào ăn được có vài phần trăm lẻ tẻ thôi, nó đâu có lớn đâu, ăn đâu được gì đâu. Anh chị phải mua từ những cái lúc ở dưới này nè, 116x, 117x nè, thậm chí khi mà thị trường nó lên tới cái vùng ở trên này em vẫn còn khuyến nghị mọi người mua hạ giá vốn đối với một số mã cổ phiếu quanh cái vùng 1200 nè, thì anh chị phải mua được từ dưới này nè, thì khi mà nó hồi lên thì chúng ta còn có lãi 6-7%, 10% đâu này kia. Còn bây giờ cứ đi FOMO ở đây, ăn thì ăn được có 4-5%, thậm chí là 2-3%, có khi là còn không ăn uống được cái gì ở đây hết. Mà lỡ nó chỉnh xuống, em nói là nó giữ được hỗ trợ thì không sao nha, nhưng mà lực cung nó lớn quá nó không giữ được hỗ trợ, nó quay về nó tạo đáy bằng luôn thì sao, đúng không? Đoạn này mà lỡ nó lực cung nó lớn quá nó quay về nó áp đảo, nó quay về nó tạo đáy bằng luôn thì sao? Lúc đó anh chị lại lỗ 10% 15% này, đúng không? Cho nên cái rủi ro, cái cơ hội và cái rủi ro ở đây, sự đánh đổi nó không đáng, đúng không? Cái đánh đổi nó không đáng, cái risk and reward nó không đáng. Cái risk ở đây là rất là cao nhưng mà cái reward nó đổi lại nó chỉ có, ví dụ như bây giờ một cái mã cổ phiếu xin lời cho anh em từ 3-5%, nhưng mà cái risk ở đây là có thể điều chỉnh thêm 10-15%, tại vì cái xác suất thị trường nó quay về nó phá hỗ trợ là vẫn có. Mình tại vì khi mà thị trường nó chưa giảm, cái này vẫn đang còn trong nhịp hồi, thì khi mà thị trường nó còn đang trong nhịp hồi mình vẫn chưa biết chính xác được cái lực bán nó sẽ như thế nào. Lỡ như mình nó test lại cái lực bán nó lớn quá hoặc là có tin xấu gì đó nó phá hỗ trợ thì lúc đó anh em lại đi cắt lỗ, đúng không? Lỗ chồng lỗ nữa. Cho nên là cái thời điểm giải ngân được FOMO thời điểm này nó không chính xác, cho nên nhiều anh chị nhà đầu tư bắt đầu cầm tiền sốt ruột thì em cũng lên cái video để chấn ngang mọi người và đưa ra cái thời điểm tham minh cái hợp lý, cái thời điểm để mọi người bắt đầu có thể là chú ý giải ngân cũng như là cầm tiền đừng có bị sốt ruột quá. Thật ra cầm tiền mà sốt ruột thì mới là cũng tùy thôi. Nhiều anh chị nhà tư mà cơ cấu được trước cái ngày 15 tháng 4 hoặc là cơ cấu được cái giai đoạn mà tháng 3 mà trước ngày 15 tháng 4, nói chung là trước 15 tháng 4 thì thật ra anh chị cầm tiền anh chị cũng không sốt ruột, tại vì nhiều mã cổ phiếu nó hồi lại cũng chưa tới cái điểm mà mọi người bán. Thì đối với những anh chị nhà tư đó cầm tiền em nghĩ là sẽ không sốt ruột. Nhưng mà đối với những anh chị nhà tư mà mới mà ví dụ như hồi lên 1220, 1230 mà bán ra ở đây hoặc là bán ra vào ngày hôm qua hay gì đó, bán ra vào ngày hôm kia hôm qua hoặc là đã cơ cấu khi mà thị trường nó về đây mà đem đi cắt lỗ nè, thì em nghĩ mới sốt ruột. Còn đối với những anh chị nhà tư mà đã bán ra trước ngày 15 tháng 4 cơ cấu trước khi thị trường chỉnh á thì thật ra cũng không có gì phải sốt ruột, tại vì nhiều mã cổ phiếu nó hồi lên nó đâu có về tới cái điểm mà nhà tư bán đâu, không? Nó đâu có về tới cái điểm đó đâu. Cho nên là không có gì phải sốt ruột. Không có gì phải sốt ruột. Thị trường em đánh giá là VN30 nó lên như vậy nhưng mà khi mà nó quay đầu nó chỉnh xuống này nó chỉnh 40-50 điểm là bình thường. Thì nó sẽ kéo theo VN Index nó cũng sẽ chỉnh, nhưng mà cái nhịp chỉnh này nó sẽ bất ngờ thì mọi người cũng chuẩn bị trước. Nói chung là tới đó đừng có kiểu giống như mình khi mà nghe video của em là nắm được kế hoạch rồi thì tới đó cũng đừng có bị hoảng loạn mà đem hàng ra bán nha mọi người, đừng có hoảng loạn mà đem hàng ra bán tống bán tháo. Nếu mà có cơ cấu thì cơ cấu trong những cái phiên xanh giống như phiên sáng ngày hôm nay và chiều ngày hôm nay, ví dụ như ngày mai sáng mà xanh thì đó là những cái nhịp mà để em cơ cấu. Còn cơ cấu xong rồi thì mình cứ ngồi im chờ những cái nhịp mà thị trường nó test lại để mình mua thôi. Ở thời điểm hiện tại thì em thấy cũng chưa có thông tin gì để thị trường nó đi theo hướng này tăng đùng 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 vượt đỉnh đi lên thì em thấy không đánh giá cao về cái kịch bản đó. Thì đây sẽ là em đánh giá là đây sẽ là cái vùng đỉnh nhịp hồi ngắn hạn test lại sau đó tích lũy. Chừng kịch bản tích cực là thị trường test lại giữ được hỗ trợ 1220, 1230 sau đó tích lũy một khoảng thời gian
ngắn thôi, thì qua tầm khoảng gần gần cuối tháng 5, từ đâu đó có thể là 24 tháng 5, 23 tháng 5 đổ trở đi, 12, 13 phiên giao dịch nữa, thì có thể là thị trường nó sẽ chui được cái may mỏng này đi lên trở lại, và thậm chí là vượt đỉnh trên này luôn, vượt đỉnh 1.200 1.294, vượt đỉnh 1.294. À, ok ha. Còn về phân tích kỹ thuật phương Tây thì thị trường chúng ta cũng chỉ mới có một đáy MACD, kể cả những viên 30 nó cũng mới có một đáy MACD thôi. Cái đường tín hiệu là cái đường màu cam nó vẫn còn đang nằm ở dưới cái vùng âm, cho vẫn đang nằm dưới vùng âm, cho nên cái khả năng thị trường test lại là vẫn có, cho nên là mình cũng đừng có chủ quan. Nhiều anh chị nhà tư nói à, thị trường kiểu này nó tăng dựng đứng rồi em ơi, em chờ đáy sau rồi mua ha, cứ chờ đi, giống như kiểu mỉa mai, nhưng mà em nghĩ rằng là kiểu gì nó cũng test thôi ha. Kể cả phương Tây hay Ichimoku thì em nhìn nó cũng test một đáy MACD, thậm chí là nó cũng vẫn còn đang nằm ở dưới vùng âm đúng không, cũng vừa mới bước qua được cái đường MA20 đang cắm xuống nè, thì có khả năng vẫn còn phải tích lũy lại quanh MA20 nữa cơ, tích cực là phải tích lũy lại quanh MA20, thậm chí nó còn có thể khủng ngược là bình thường, giống như em nói lực cung mà nó lớn quá thì nó quay về sâu hơn là bình thường, thậm chí là tạo đáy bằng, nếu mà quay về tạo đáy bằng thì có sẽ có xác suất là tạo được phân kỳ lớn nha mọi người, sẽ tạo được một cái phân kỳ lớn ở đây thì mình cũng chưa biết được đâu, tại vì ngân hàng nhìn chung là cái nhóm ngân hàng ở thời điểm hiện tại em thấy nó vẫn còn đang hơi yếu đuối xíu, thì có thể ngân hàng nó sẽ là tác nhân khiến cho VN30 chỉnh, VN30 mà chỉnh thì VN Index nó cũng sẽ chỉnh, ví dụ Techcom rồi này kia này, mình thấy bắt đầu nó có những cái dấu hiệu hơi đuối xíu, thì có thể là những cái mã cổ phiếu như Techcom nó sẽ chỉnh bù, thì nó sẽ kéo theo một số mã cổ phiếu ngân hàng như MBB, CTG, BID rồi này kia, nó sẽ quay về nó retest lại đáy cũ của nó, thì ngân hàng bây giờ nó chỉ cần chỉnh tầm khoảng 2-3% quay ngược lại test đáy thôi, là thị trường mình cũng đã đỏ, có thể đỏ được. Có một cái nhịp giảm 40-50 điểm mà. À, chưa kể là nhiều mã cổ phiếu trụ nó cũng đã hồi lên tới kháng cự, ví dụ như Masan nó hồi lên tới cái vùng cân bằng, hay là Hòa Phát nó cũng đã hồi vượt qua được cái vùng cân bằng thì nó sẽ có những cái nhịp retest trở lại, hay là FPT đợt vừa rồi nó cũng tăng mạnh, thì em không nghĩ là FPT nó sẽ chỉnh đâu, nhưng mà nó sẽ có một cái tạo một cái nền tích lũy ngắn, nó sẽ không tăng quá nhiều được nữa đấy. Rồi MWG nó cũng đã chạm lên tới những cái vùng kháng cự về cái mặt trung hạn, thì đôi khi nó sẽ có những cái nhịp test lại, những cái nhịp chỉnh điều chỉnh trở lại. Tuy nhiên MWG nhịp sau mà điều chỉnh trở lại thì đó cũng sẽ là cái cơ hội để cho mọi người chú ý tới những cái mã cổ phiếu như MWG ha. Ok đó. Rồi về cái phần cổ phiếu nè, những cái form cổ phiếu như thế này mọi người chú ý, thì ngày bắt đầu ngày mai 2 4 6 8 9, bắt đầu ngày mai là khách sạn của MWG sẽ mở ra, khách sạn sẽ mở ra to vào cuối tuần, thì nó sẽ hút giá về lanh quanh cái vùng là 53.7 cho tới 53.8, thì nếu như mà MWG sắp tới mà nó về lại được quanh những cái vùng khách sạn đó thì nó sẽ là cơ hội cực kỳ tốt để cho mọi người giải ngân cho cái nhịp sắp tới đối với những cái mã cổ phiếu khỏe như MWG, hay là có cái form giống như Phú Tài rồi này kia, khi mà thị trường retest thì khả năng Phú Tài nó cũng sẽ tích lũy và giữ giá được trên này, trường hợp nó tích lũy và giữ giá được trên này thì mọi người có thể tham gia mua Phú Tài đối với trên này luôn, cuối tuần nó cũng sẽ có khách sạn hút giá xuống quanh cái vùng 66, còn nếu như mà nó hút xuống được quanh cái vùng 66-67 thì đó sẽ là càng là cái vùng tốt để chúng ta có thể giải ngân đối với những cái mã cổ phiếu như Phú Tài. Chemadep này bắt đầu cũng tạo một cái nền tích lũy ngắn ở trên này đúng không, thì ngày hôm nay có cố gắng vượt đỉnh lên nhưng mà cái lực cung nó còn tương đối lớn, thì Gemadep phải tái tích lũy trở lại ha, thì thậm chí có thể là sẽ có những cái nhịp rũ test về lại quanh 82, chú ý mấy con này. Rồi khu công nghiệp này, khu công nghiệp vẫn là một cái nhóm ngành em đánh giá là rất là cao ha. GVR, SJC này, IDC này, đặc biệt là GVR đó. Sắp tới cũng có một nhịp test nhẹ lại thì mình chú ý những cái mã này test lại là có thể là tham gia được, test lại phải thanh khoản thấp nha mọi người, test lại thanh khoản thấp. À, thật ra giai đoạn vừa rồi mọi người thấy nó hồi vậy thôi, nhưng mà thật ra tiền nó cũng chưa có vào quá nhiều đó, tiền vẫn chưa vào quá nhiều đó. Cho nên đừng có lo là nó sẽ chạy luôn, tại vì dòng tiền lớn vẫn chưa vào quá nhiều qua đây, cho nên nó sẽ còn những cái cú retest trở lại. IDC tiền lớn cũng đã tham gia tương đối nhưng mà nó cũng chưa phải gọi là quá nhiều, thì IDC có thể là sẽ tạo một cái nền tích lũy ngắn quanh đây, quanh những cái vùng đỉnh cũ, hoặc thậm chí sẽ có những cái nhịp retest lại, thì anh em canh những cái nhịp retest hoặc tích lũy với thanh khoản thấp thì mình sẽ tham gia lại đối với IDC đúng không? Rồi SJC cũng đẹp, SJC cũng quá đẹp luôn, nhưng mà SJC sắp tới có thể là sẽ retest lại quanh cái vùng có thể là 40, anh quanh 40 thì mình có thể mình chú ý mình canh giải ngân, hoặc sâu hơn nó sẽ quay về nó lấp lại cái gap này luôn là tầm khoảng 38.5 tới 39, thì mọi người cũng nên chú ý ha, retest lại hoặc là tích lũy gì đó với thanh khoản thấp thì mình có thể là mình cân nhắc tham gia đối với những cái mã cổ phiếu như thế này. SJC hiện tại thì hưng phấn nè, từ bi quan ở dưới này đúng không mà kéo lên tới hưng phấn tột độ tới bây giờ luôn, thì có khả năng rất cao nó sẽ quay về nó retest, nhiều mã cổ phiếu bây giờ nó hưng phấn lắm rồi, kéo từ bi quan mà lên tới hưng phấn luôn. Đợt trước có chia sẻ mọi người bên này rồi đúng không, là thị trường chúng ta sẽ phải kéo trở lại cho hưng phấn luôn, phải kéo trở lại cho hưng phấn, tại vì đã có từng có những cái nhịp trong quá khứ đúng không, kéo từ những cái khúc mà bi quan lên tới hưng phấn nè, khi mà hưng phấn là bắt đầu đảo ngược trở lại cho bi quan, thì đoạn này nó cũng sẽ y chang như vậy, thị trường kéo lên cho hưng phấn
xong rồi sẽ đạp ngược trở lại, test ngược trở lại để cho mọi người bi quan, rồi bắt đầu thị trường nó sẽ chính thức nó tạo đáy hai và từ đó nó mới đi lên. À, ok. À, thì cái đó là cái em đã nói từ rất lâu rồi, mấy tuần trước. Thì hiện tại là vẫn đang đi đúng hướng, đúng không mọi người? Vẫn đang đi đúng hướng. Còn về cái mặt khung đồ thị tuần này như thế nào? Thì hiện tại thị trường chúng ta là vẫn đang trong sóng hai điều chỉnh, đúng không? Đang là trong cái nhịp phục hồi của con sóng hai giảm. À, thì sau cái nhịp sóng hai giảm này sẽ là sóng ba tăng. Sóng ba thường thường nó sẽ là sóng dài. Thì đây sẽ là những cái vùng target của sóng 3, cái vùng target đầu tiên 1345, 1385, target 2 1400, 1480. Thì 1480 thì có thể nó sẽ không đạt được trong năm nay nhưng mà có thể là năm sau, thì năm nay trước mắt sẽ là cái vùng này, thì cuối tháng 5 có thể là thị trường nó sẽ vượt đỉnh và bắt đầu nó sẽ chinh phục được cái vùng này, và trong đâu đó là cái giai đoạn tháng 8 tháng 9 gì đó, à, trong cái giai đoạn tháng 8 tháng 9 gì đó thì anh chị em nhà tôi có thể thấy được cái mốc target này, hoặc thậm chí là sẽ thấy được cái con số là 1400 đối với thị trường của chúng ta. À, cho nên cái nhịp retest sắp tới nó sẽ là cơ hội để cho chúng ta mua, à, nhưng mà chúng ta cũng phải tận dụng. Tuy nhiên thì cũng phải là chia tiền ra để quản trị vốn để giải ngân. À, cái kinh nghiệm đó, cái bài học trước đó nó vẫn còn, đúng không? Về cái việc quản trị vốn là chúng ta phải chia tiền ra để chúng ta mua, cũng như đó cũng là cái cách để chúng ta quản trị rủi ro luôn. Ok. Rồi về các mã cổ phiếu tiếp tục ha mọi người. À, thì nhóm chứng khoán cũng là một cái nhóm mà bắt buộc anh em cũng phải có trong danh mục của mình, bên cạnh là nhóm thép, đúng không? Hoa Sen, Nam Kim nãy em cũng nói nhiều rồi, Hòa Phát, canh retest hoặc là VGS gì đó. VGS là một trong những cái mặt cổ phiếu khỏe, nó quay lên lại được những cái vùng đỉnh cũ, chứng tỏ là nó khỏe, đang có lượng tiền tham gia rất là tốt, thì những cái mặt cổ phiếu này retest sẽ là cơ hội để múc rất là đẹp. À, Hoa Sen, Nam Kim retest lại là cứ múc thoải mái, mấy con này retest lại hỗ trợ thì anh chị thoải mái múc. À, rồi chứng khoán thì nhịp này em cũng chia sẻ rồi, là em sẽ tập trung vào VDS tại vì nó có cái game phát hành thêm 2 tỷ lệ 2:1. Rồi SSI nó sẽ có cái game chi cổ tức cũng như là cái game phát hành thêm luôn. À, thì mình có thể là chú ý đến những cái mặt cổ phiếu này. À, còn anh chị em nào không thích những cái mã như SSI tại vì nó chậm quá, hoặc là VDS đợt vừa rồi nó gãy sâu quá, nên này nó hồi nó cũng hơi yếu, thì mình có thể chú ý tới những cái mã như FTS hoặc là những cái mã cổ phiếu ví dụ như là VCI hay là HCM gì đó. Thì những cái mã cổ phiếu này cái form của nó nhìn nó đẹp và nó chuẩn hơn, đúng không? Thì mình cũng có thể canh những cái nhịp retest để mình mua thôi. Như HCM em nghĩ là cũng retest lại 4-5% thì mình cũng đang canh bắt đầu giải ngân dần đối với những cái mã cổ phiếu như thế này. À, HCM nó cũng là một cái form cổ phiếu khỏe trong giai đoạn vừa rồi, thì mình vẫn có thể tiếp tục chú ý được đối với những cái mã cổ phiếu như này. Tuy nhiên thì đoạn này thì em có thể tập trung VDS và SSI, còn anh chị nào thích thì tập trung những cái mã như FTS cũng được hoặc là BSI, retest trở lại sẽ là cơ hội để mua. Đa phần các mã cổ phiếu chứng khoán nó cũng đã kéo lên tới những cái vùng cân bằng rồi, cho nên sắp tới mà thị trường nó retest trở lại thì chứng khoán nó cũng sẽ retest trở lại hết. Rồi bất động sản rồi này anh chị em nhà tư có thể chú ý tới Khang Điền này, cái form cổ phiếu khá là đẹp, bắt đầu kéo lên phủ nhận lại được cái cây nến giảm này luôn rồi. Thật ra cái cây nến giảm này của Khang Điền nó giảm sàn nhưng mà thật ra cái vốn bán nó không quá lớn, thì bắt đầu Khang Điền nó cân bằng lại khá nhanh và nó hồi lên cho tới thời điểm hiện tại. Thì Khang Điền anh chị em nào tôi có thể canh nó retest lại quanh cái vùng 34 chấm ít cho tới 35, có thể là canh bắt đầu giải ngân đối với Khang Điền, hay là Nam Long. Nam Long bắt đầu cũng có những cái cú là phá qua cái vùng cân bằng, tuy nhiên nó sẽ sớm retest trở lại thôi, quanh cái vùng là 39, à, quanh cái vùng 39 39 chấm ít cũng là cái vùng để em có thể là canh cân nhắc giải ngân đối với những cái mã cổ phiếu giống như là Nam Long. À, rồi những cái mã cổ phiếu như DG Phát Đạt á, thì em sẽ không khuyến nghị mọi người mua mới đối với cổ phiếu này, tại vì nó gãy sâu quá, cho nên cái nhịp phía sau nó hồi lên thì nó cũng phải tích lũy lại một cái khoảng thời gian dài thì nó mới tăng được. Cho nên đối với những cái mã cổ phiếu như Đích Phát Đạt hay là Sale hay HDC hay Đất Xanh thì em khuyến nghị mọi người nếu có mua mới anh chị em nhờ tôi mà thích á, thì chỉ mua với một cái tỷ trọng nhỏ thôi. Cái tỷ trọng lớn nhịp này chúng ta sẽ tập trung vào những cái nhóm ngành ví dụ như là hóa chất này, rồi thép này, rồi khu công nghiệp này, chứng khoán này, à, thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái nhóm ngành đó bán lẻ rồi nè. À, còn nhóm ngành bất động sản mà đặc biệt là bất động sản đầu cơ ví dụ Đích rồi Phát Đạt, Sale, HDC, Đất Xanh, Novaland rồi này kia, anh chị mà có tham gia thì chỉ tham gia tỷ trọng nhỏ thôi, sau này đợi nó cân bằng lên lại lên trên, vượt lên lại những vùng cản, vượt lên lại những cái vùng cân bằng nằm ở phía trên đó, thì chúng ta sẽ chú ý lại nhiều hơn. Còn bây giờ là đa phần các mã cổ phiếu này em nghĩ là chỉ nên tập trung để cơ cấu thôi, cơ cấu qua những cái nhóm ngành nó khỏe hơn, cơ cấu qua những cái mã cổ phiếu nó khỏe hơn, chứ chúng ta cũng không nên tập trung quá nhiều tỷ trọng vào cái nhóm cổ phiếu bất động sản này nữa. Có mua thì cũng chỉ mua với tỷ trọng nhỏ để giống như là lấy vị thế và chờ cho tới khi nào nó cân bằng và nó thật sự rồi đó, nó ổn định trở lại, chúng ta bắt đầu sẽ tham gia trở lại đối với những cái mã cổ phiếu bất động sản đầu cơ. Còn không thì cứ tham gia Khang Điền hoặc là Nam Long, những cái mã cổ phiếu này nó cân bằng và nó sẽ hồi phục lên tốt hơn và so với những cái mã cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản đầu cơ nha mọi người. Ok. À, thì đó là về cái quan điểm của em, nó sẽ là như vậy. Rồi bên nhóm cổ phiếu xuất khẩu thủy sản rồi này kia thì mọi người có thể chú ý VHC. VHC thì mọi người có thể thấy cái mẫu hình nó giống y xì như con Đức Giang luôn. Thì những cái mã cổ phiếu này có những cái nhịp retest trở lại thì nó cũng sẽ là cái cơ hội để cho chúng ta mua. Tại vì cái xác suất mà nhịp sau khi mà thị trường nó cân bằng xong mấy con này nó vượt đỉnh là rất cao. Cái xác suất để mấy mã này nó vượt đỉnh nhịp sau là rất cao. Trên mọi người phải chú ý. Đó, nhịp trên này tích lũy nè, lên không được thì nó rủ xong rồi thì bây giờ lên lại trên này thì bắt đầu tích lũy lại thì nhịp sau nó khả năng vượt đỉnh là rất cao. Khi mà thị trường mà nó test đáy rồi nó tạo đáy xong là những mã này nó sẽ vượt đỉnh.
VHC này, Đức Giang, GVR, SHC rồi này kia. Cái form cổ phiếu này rất là giống nhau, thì anh em có thể là chú ý tới những cái mã cổ phiếu này khi mà thị trường nó retest trở lại. Anh em chú ý là chờ thị trường retest mới mua nha, chứ không phải là ngày mai bắt đầu thị trường nó lình xình ở trên 1250, 124x rồi anh em mua trên đó là còn hơi sớm. Thị trường nó phải test lại 1220, 1230 thì mới cơ hội mua nó mới mở ra. Cho nên anh chị cứ kiên nhẫn bình tĩnh, không có gì phải hấp tấp và vội vàng ở giai đoạn này hết ha. Đầu tư công, để em coi sơ qua đầu tư công, mới có số liệu đầu tư công á mọi người. Đầu tư công thì trong tháng 4 vừa qua, là 4 tháng đầu năm, hay là trong 4 nói chung là trong 4 tháng vừa qua là giải ngân được 115.000 tỷ. Nó cũng là một cái số liệu rất là tốt đối với nhóm cổ phiếu đầu tư công. Thì đầu tư công thì em nghĩ là anh chị em nhà tư thì có thể chú ý tới FCN, nó sẽ đẹp. FCN hiện tại là một trong những cái mã cổ phiếu đẹp nhất trong nhóm đầu tư công. Đẹp hơn cả LCG giai đoạn trước, đẹp hơn cả VCG, đẹp hơn cả HB, đẹp hơn HHV nhiều. Cho nên nếu anh chị mà có tham gia đầu tư công thì em nghĩ là mọi người nên tập trung FCN, đừng quan tâm mấy con khác. Nha mọi người, tập trung FCN em thấy ok hơn. CTD, CTD thì nhìn chung là cũng không ăn thua đâu. Có FCN, FCN đẹp. Kể cả khung tuần hay là khung daily nó vẫn đều vẫn đang rất là ok. Thì FCN mà nó chỉ cần nó retest lại quanh cái mốc đâu đó là 15 hoặc sâu hơn là 15, 14.5, 14.6 gì đó thì đó sẽ là cơ hội rất tốt để mọi người tham gia vào cổ phiếu FCN ha. FCN đó, đoạn này mọi người chú ý FCN đó. FCN đó rất ok, nó rất là khỏe. Đầu tư công thì được con này. Đầu tư công thì được con FCN. Đầu tư công thì nó như đó thôi. Dầu khí, BVS. Dầu khí thì em thấy BVS vẫn ok nha mọi người. BVS thì vẫn đẹp. BVD thì nó hơi chậm chậm xíu nhưng mà em thấy là về mặt cái xu hướng trung dài hạn thì nó vẫn ok. Nhưng mà thật ra thì dầu khí thì em vẫn thích BVS hơn nha. BVS nhìn nó cái chart nó đẹp hơn. Kể cả là daily nó vẫn đẹp hơn, khung tuần nó cũng đẹp hơn, mà khung tháng nó cũng đẹp hơn. Cho nên anh chị nhà tư là thích thì có thể là quan tâm tới BVS. BVS nó ok hơn nhiều, không? BVS nó ok hơn nhiều. BVB cũng đẹp. BVB bắt đầu nó cũng đẹp trở lại rồi nè, bọc ống dầu khí nha. Thì mình chú ý mấy con này retest trở lại sẽ là có điểm mua ha. BVB, BVS thì đó là hai mã cổ phiếu mà em có thể là tập trung ở đối với nhóm cổ phiếu dầu khí thì anh em cũng có thể theo dõi cùng với em. Rồi, nhiêu đó thôi. Ha. VIN30 thì có thể là mọi người để ngân hàng cũng được nhưng mà ngân hàng em nghĩ là chờ chờ tín hiệu ra. Chờ tín hiệu đến từ ngân hàng nào. Ví dụ như CTG nhịp này nó test lại, thật ra cũng có cơ hội để mua luôn. Chờ cái nhịp retest lại, đáy hai để mua. Tại vì CTG hoặc là nói chung là nhóm ngân hàng đoạn vừa rồi nó có hồi lên nhưng mà cái thanh khoản nó không có lớn, có nghĩa là tiền nó chưa có tham gia vào. Cho nên đoạn này có thể là sẽ xác suất rất cao nó sẽ retest trở lại cái đáy cũ, đáy bằng. MBB cũng vậy. Chú ý mấy con này để mình tham gia đối với ngân hàng. ACB cũng vậy nè. Bắt đầu vượt cản là đúng không? Thì cái nhịp retest trở lại mọi người chú ý, ACB nó có giữ được trên 27.2 không? Nếu mà cái nhịp retest của thị trường mà ACB giữ được trên 27.2 tầm khoảng 2-3 phiên á thì mọi người có thể chủ động tham gia ACB. ACB tính ra cái nhịp vừa rồi nó cũng chạy chạy sóng 1 ha. Nhịp này đang trong sóng 2 điều chỉnh nè, thì sắp tới nó có thể ACB nó sẽ vào sóng 3. Thì tương tự đối với MBB, CTG nó cũng vậy. Thì mình chú ý nhóm ngân hàng cũng được ha. Đó là bên VIN30. Rồi ok, thì nó chỉ vậy thôi. Đoạn này thì mọi người cố gắng tập trung vô những cái nhóm ngành ví dụ như thép, bán lẻ rồi chứng khoán này, đúng không? Rồi khu công nghiệp, hóa chất, rồi một số mã cổ phiếu riêng lẻ khác ví dụ như là Vĩnh Hoàng, Chemadep, Phú Tài. Đó, rồi FPT à, mình chú ý vô những cái mã cổ phiếu khỏe đó nha mọi người. Còn nhóm cổ phiếu bất động sản thì anh chị nào thích thì vẫn tham gia được nhưng mà mấy cái con đầu cơ đứt đường sale phát đạt rồi này kia thì tham gia với tỷ trọng nhỏ rồi, đừng tập trung quá nhiều tỷ trọng vào những cái mã cổ phiếu đó nữa ha, tại vì nó cũng bắt đầu nó thuộc vô cái list cổ phiếu là yếu rồi, nó không còn khỏe nữa và cái lượng đu bám vào nhóm cổ phiếu đó cũng tương đối lớn ha mọi người. Cho nên là cũng để ý và chú ý cái tỷ trọng của mình cho nó hợp lý đối với những cái nhóm ngành và cổ phiếu dầu khí đây nè, BVS, BVB ha mọi người. BVB, BVB bò nha, đừng phải bê phở nha. Rồi ok, thì cái video của em cũng xin phép mọi người kết thúc ở đây. Tối ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục livestream hỗ trợ quý chị nhà tư vào lúc đầu đâu đó là tầm khoảng 9 giờ, 9 giờ 15 gì đó. Ok ha cả nhà. Rồi. Đó, thì em cũng xin phép mọi người kết thúc video ở đây ha. Hẹn gặp mọi người trong những cái video và trong những cái livestream tiếp theo. Tạm biệt quý anh chị nhà tư. Chúc mọi người có một cái buổi tối ngon miệng cũng như là có một cái buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp mọi người sau. Bye bye cả nhà.